Nuôi cua kiểng tại sao không? Màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, kích thước đa dạng, ngoại hình hầm hố, những đặc điểm của loài cua kiểng Đông Dương này khiến giới trẻ yêu thích. Nắm bắt được xu hướng này, anh Hà Xuân Lộc ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội mở 3 cơ sở kinh doanh cua kiểng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt. Với khoảng 15 loài cua khác nhau được thuần hóa, trung bình anh bán hơn 1.000 con, mang về doanh thu khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Thực ra là cái duyên này đến với mình từ khoảng 12 năm trước. Tức là mình có dịp sang Thái Lan công tác và mình cũng có mua cua kiểng của Thái Lan về để nuôi thử. Và kinh nghiệm nó có từ thời điểm đó. Nhưng là đến cách đây 6 năm thì bắt đầu mình mới phát hiện ra là khu Đông Dương của mình có những loại cua rất là đẹp. Và mình mới bắt đầu đi sâu vào sưu tầm và nghiên cứu để sinh sản loại cua Đông Dương. Cũng thời gian đầu tiên ấy, thì mình mua cua đã được sinh sản từ Thái Lan về thì nó rất là dễ nuôi. Tại vì nó họ đã thuần hóa và nuôi sinh sản rất là lâu rồi. Tuy nhiên là những cái giống cua mà Đông Dương mà mình bắt đầu khai thác và bắt đầu nghiên cứu thì ban đầu trong khoảng 6 tháng đầu tiên là nơi cực kỳ khó. Tại vì sao? Vì chưa hiểu nó ăn gì như thế nào và môi trường sống ra làm sao, rồi các bệnh ký sinh đi kèm nó như thế nào. Và thường thường nó sẽ chết trong khoảng 6 tháng. Đoạn thứ hai thì sau khi đã thành công loại bỏ các vi khuẩn trong cơ thể nó trong khoảng 6 tháng thì bắt đầu với câu chuyện là làm sao để ghép sinh sản. Nó sẽ khó hơn. Cua càng cong, cua chân dài và cua ma cà rồng là những loại được khách hàng ưa chuộng nhất vì dễ nuôi, màu sắc đẹp. Sau khi được thuần hóa có thể nuôi chung với cá cảnh. Cua đực có càng bên phải to lớn, cong hơn càng của con cái. Một số loại đột biến, càng lớn lại nằm bên trái. Cứ 2 đến 3 ngày, cua kiểng ăn một lần. Quá trình ăn khi cua gặm đất sẽ tạo ra sắc tố màu riêng, điển hình có các màu như đỏ, vàng cam, xanh lá cây, xanh da trời, bạch tạng, mắt đỏ. Loại cua này vô hại, sau quá trình thuần hóa có thể nuôi bán cạn hoặc thả trong bể cá cảnh. Giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi con, tùy kích cỡ, độ tuổi và màu sắc. Là hiện tại cua cảnh đang là trào lưu mới. Mọi người cũng rất là kỳ thú, hứng thú với cái thú chơi này. Có thể từ giờ đến cuối năm mình sẽ mở một cái cửa hàng tại Thái Lan. Tại vì cũng là cái nơi mà mình thấy là thị trường thú cưng tại Thái Lan nó đi trước người ta mình khoảng 15 đến 20 năm. Và nhưng ở thị trường Thái Lan lại chưa có loại cua như này. Nhưng cái phong trào chơi cua thì ở Thái Lan rất là lớn. Nên trong từ đến cuối năm mình sẽ mở một cửa hàng tại Thái Lan để bắt đầu từng bước để đưa cái con cua này ra thế giới. Theo tôi thì cái thời gian mà anh Lộc chồng tôi ấy bỏ vào cái cua kiểng này rất là nhiều. Nói chung là cũng có một số lúc mà anh ấy đi nhiều quá thì mình cũng cảm thấy là hơi buồn một tí. Nhưng mà sau đấy thì cũng có nhiều lần mình cũng có đồng hành và đi cùng với anh để nghiên cứu về cái con cua này. Thì nói chung là mình cũng rất là yêu động vật và từ ngày quen anh thì không chỉ mỗi cua mà rất nhiều động vật khác, cho nên là mình cũng ủng hộ anh.